Xin chào tất cả các bác đang theo dõi kênh YouTube của cơ sở khuôn tổng hợp. Hôm nay cơ sở tiếp tục giới thiệu với các bác về mẫu khuôn trội tròn 60. Sản phẩm được đúc từ bộ khuôn ABS, cả chậu cả chân đều có lòng trong. Đầu tiên em sẽ quay chi tiết về cái thành phẩm mà sau khi cơ sở đã đúc và sơn hoàn thiện. Với họa tiết xung quanh của nó đều là mai hóa rồng và bốn mặt đều giống nhau. Đây các bác theo dõi họa tiết hoa văn bên ngoài. Còn đây là phần bên trong của chậu. Sản phẩm rất cân đối giữa chậu và chân. Với kích thước của sản phẩm sau khi đã đúc hoàn thiện, chiều rộng miệng phủ bì là khoảng 60 cm. Đây khoảng 60. Lọt lòng ở đây em đo được còn khoảng 52 cm. Về phần chiều cao tổng thể của cả chậu và chân là khoảng 43 cm, trong đó thì phần chân là cao khoảng 16 cm, còn phần chậu là 27 cm. Ở bên cạnh đây chính là cái phần bộ khuôn của nó. Các bác xem xung quanh về cấu tạo của bộ khuôn. Bộ khuôn được cấu tạo từ vật liệu nhựa ABS. Với phần chậu thì bao gồm có 4 mảnh và liên kết lại với nhau bằng các chốt nhựa truyền thống đây. Và đối với mẫu này thì khuôn nó rất là dày nhé. Này các bác để ý độ dày của khuôn rất là dày và chắc chắn. Và lòng trong thì cũng là lòng trong ghép mảnh thôi. Cũng ghép từ 4 mảnh lại với nhau. Rất là dày và nặng và liên kết bằng ốc sắt của lòng trong. Các bác xem lại một lần nữa cái phần họa tiết hoa văn này, mai hóa rồng rất là đẹp, cũng tương đối là sâu đấy. Còn ở phía dưới cùng là phần chân của nó. Phần chân này cũng có cấu tạo bao gồm có 4 mảnh ghép bên ngoài và một cái lòng trong liền khối. Chân có lòng trong chúng ta đúc cũng rất là nhanh thôi. Đối với mẫu tròn 60 này thì phù hợp trồng rất nhiều loại cây đào, quất, mai và các loại cây cảnh tầm trung. Vừa rồi là cơ sở đã giới thiệu chi tiết với các bác về mẫu khuôn chậu tròn 60. Sản phẩm khuôn chậu có bán tại cơ sở khuôn tổng hợp. Các bác đặt khuôn có thể liên hệ với số điện thoại và Zalo được ghi trên màn hình. Và ngoài mẫu khuôn này thì cơ sở còn có rất nhiều mẫu khuôn khác. Các bác có thể tham khảo tại website khuôntổnghop.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.